kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện vụ án hung thủ giết ba mẹ con bị bắt vì mẫu tinh trùng. Sáng 26 tháng 8 năm 2007, khi người dân ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thức dậy thì cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Quế vẫn đóng cửa im ỉm. Bình thường cửa hàng của bà Quế luôn mở cửa sớm nhất ấp để buôn bán, Vài người hàng xóm thấy lạ liền đến gọi cửa, nhưng đáp lại vẫn là sự im ắng đến lạ thường. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người kéo nhau ra cửa sau nhà. Khi nhìn qua khe cửa, họ thấy bà Quế nằm trên chiếu, xung quanh đầy máu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi vào đến trong nhà, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ. Không chỉ có mình bà Quế bị sát hại mà hai người con của bà là Trần Thị Huyền, sinh năm 1993 và Trần Ngọc Minh, sinh năm 1995 cũng bị giết chết. Cả ba nạn nhân đều bị giết bằng những nhát chém chí mạng vào vùng đầu và mặt. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận. Đại tá Trịnh Văn Bản, trưởng phòng PC54 nhớ lại Đứng trước một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công tác khám nghiệm hiện trường là vô cùng quan trọng. Những dấu vết để lại sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ của vụ án. Vì vậy, chúng tôi rất cẩn trọng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ lọt dấu vết của tội phạm. Tại hiện trường, quan sát từ bên ngoài, trên nóc nhà và đằng sau nhà, các cảnh sát hình sự không thấy dấu hiệu gì bất thường. Khi đẩy cánh cửa chính thì thấy cửa mở, mặc dù có chốt bên trong nhưng không được cài. Hai cửa bên hông nhà đều đóng, đặc biệt dưới nền nhà vẫn còn một vết làn mới của xe máy được sắt đi từ phía cửa ngách ra đến cửa chính. Tại chỗ bà Quế nằm chết, dây màn bị sụp xuống, có hai chiếc gối dính máu ở bên cạnh. Cháu Huyền và cháu Minh thì nằm chết trên giường ở trong gia nhà phụ. Tóc của cháu Huyền còn rớt nhiều trên nền nhà và trên giường. Phía sau nhà, các cảnh sát hình sự thu được một con dao bỏ trong lưu nước. Trong nhà không thấy dấu hiệu của việc bị lục xoát. Đứng trước hiện trường của vụ án, do không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài vào, các cảnh sát hình sự xác định hai hướng điều tra. Khả năng thứ nhất, nhân lúc gia đình sơ xuất, hung thủ đột nhập vào nhà, nấp nơi nào đó. Đến khi thuận tiện thì ra tay sát hại cả nhà để cướp tài sản. Khả năng thứ hai, hung thủ là người quen biết nên đã ở trong nhà rồi sau đó sát hại mọi người. Để loại trừ dần, các cảnh sát hình sự kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường nhưng không tìm thấy dấu vết ẩn náu của hung thủ. Vì vậy, khả năng thứ nhất nhanh chóng bị loại trừ và các cảnh sát hình sự tập trung vào khả năng thứ hai. Nhưng hung thủ là ai, tại sao phải ra tay tàn độc đến vậy thì vẫn là câu hỏi lớn đối với các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Sau khi vụ án kinh hoàng xảy ra, dư luận cũng có nhiều lời đồn đoán về vụ án này, có nhiều người cho rằng đây là vụ án giết người cướp của, bởi gia đình bà Quế là gia đình khá giả, cửa hàng tạp hóa của bà Quế lớn nhất nhì ở ấp này. Bên cạnh đó, nhiều giả thuyết nghiêng về việc hung thủ ra tay tàn độc như vậy chỉ có khả năng là án tình. Nguyên nhân là do chồng bà Quế mất đã lâu, mặc dù người phụ nữ xấu số có bốn người con nhưng kinh tế khá giả nên chồng bà vẫn còn khá trẻ và mặn mà. Vì vậy có nhiều người đàn ông thường hay lui tới tán tỉnh. Tuy nhiên điều khá lạ là những người đàn ông này không có ai ở lại mà chỉ ở lại chơi rồi tối lại về. Khi vụ án còn đang bế tắc thì qua công tác khám nghiệm hiện trường, các cảnh sát hình sự phát hiện ra một số tình tiết vô cùng quan trọng. Đại tá Bản cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện chỗ nằm của bà Quế có đến hai chiếc gối dùng để gối đầu. Thứ hai, lưng quần của bà Quế bị xoắn lại. Thứ ba, dấu hàn mới của xe gắn máy trên nền nhà. Đại tá Bản nói tiếp, những điều này chứng tỏ có người đã đến và ngủ chung với bà Quế. Nếu là người quen, chắc chắn phải là phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì khó có thể gây ra vụ án mạng kinh hoàng đến vậy. Vì vậy, khả năng thứ hai, người ngủ chung với bà Quế là đàn ông, có thể chính là nhân tình của bà Quế. Sau khi giết bà Quế vì tình ái, sợ bị phát hiện nên đã ra tay hạ sát cả hai đứa con của bà Quế để bịt đầu mối. Hướng điều tra này càng được củng cố hơn khi khám nghiệm tử thi, bằng các phương pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định bà Quế có dấu hiệu mới quan hệ trước khi bị sát hại. Từ đây, các cảnh sát hình sự tập trung ra soát các mối quan hệ tình cảm của bà Quế. Tuy nhiên, các cảnh sát hình sự lại vấp phải một điều khó khăn. Bà Quế có quan hệ tình cảm với nhiều người và rất phức tạp. Không một ai biết chính xác bà Quế quan hệ với bao nhiêu người và là những ai. Điều này cũng là một cản trở trong việc nhanh chóng tìm ra hung thủ của vụ thảm án. Tìm hiểu các mối quan hệ tình cảm của gia đình nạn nhân Điều tra viên Cao Văn Anh phát hiện nạn nhân Quế có chồng đã chết cách đó 5 năm do bạo bệnh, đang sống với bốn người con, trong đó hai con trai lớn đi làm thuê ở xa, nhà chỉ còn lại bà Quế cùng hai con nhỏ là Minh và Huyền. Ba mẹ con sống nhờ vào tiệm tạp hóa, cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Từ khoảng tháng 4 năm 2006, Quế có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Đức Nguyên, tên thường gọi là Sáu Biên, sinh năm 1956, ngụ ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, Bến Tre. Người đàn ông có tất cả 7 bà vợ, nhưng hàng ngày vẫn ở riêng một mình và tiếp tục mở rộng quan hệ lăng nhăng với nhiều người đàn bà quá bộ như Quế. Thỉnh thoảng, Nguyên đến nhà Quế ở vài ngày rồi về. Có lần Nguyên bị Quốc Anh, con trai thứ của Quế, đánh sản mặt, hòng cấm việc qua lại với mẹ. Đêm 24 tháng 5 năm 2007, Nguyên đến gọi Quế ra ngoài nói chuyện, chứ không vào nhà. Mặc dù đang quan hệ với Nguyên, nhưng Quế vẫn còn qua lại với nhiều người đàn ông khác. Người có quan hệ với Quế sâu đậm nhất là PVD, sinh năm 1970, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, một thợ hồ đã có vợ con. Sau đợt bão số 9, nhà bị sập, vợ con đê về quê ngoại sinh sống. Đê sống chung với cha ruột ở nhà kế bên. Sau đó, D đến xã Thạnh Phước được khoảng một tháng rưỡi. Nhiều lần đến tiệm mua thuốc hút và uống nước, đề nảy sinh tình cảm với Quế. Trước khi chết, khoảng nửa tháng, Quế đã thay lòng đổi dạ đi yêu TVE, sinh năm 1972, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre, một thợ sửa máy. Biết được sự việc, D đã tìm E đe dọa. Nếu anh thương chị tôi thì thương cho thiệt tình, nếu không sẽ mang tài họa đó. Sau đó khoảng 5 ngày, Quế gọi điện bảo E qua nhà nói chuyện thì bất ngờ gặp D đang đứng đập cửa nhà nói, "Nhà này ai xây cho em ở?" Thấy vậy E bỏ về, từ đó về sau E không qua lại với Quế nữa. Tiếp tục làm rõ thời gian sinh hoạt của D và E, công an không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào. Hai người con trai của nạn nhân là Dư và Quốc Anh cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, nhà bà Quế đã nhiều lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm giày dép, dầu ăn, thuốc lá, mì tôm, sữa và thùng tiền có 3,4 triệu đồng khiến Quế bị cụt vốn mua bán. Theo nhiều người dân địa phương, Quế tính tình khó chịu, thường hay cự cãi với khách đến mua đồ vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Thậm chí khi nhà bị mất trộm, Quế đã vô cớ chửi mắng luôn cả anh TVS, em chồng Quế vì nghi ngờ, đến nỗi anh này tức giận, chửi mắng và đánh cảnh cáo. Sau khi thẩm tra các nghi can, các cảnh sát hình sự thấy Phạm Đức Nguyên có những dấu hiệu bất minh trong thời gian xảy ra vụ án. Ngay sau đó, Nguyên được triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Nguyên một mực không thừa nhận tội ác của mình. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, trên tay cầm xe máy của hắn có dấu máu trùng với máu của nạn nhân. Tinh trùng thu được trong người nạn nhân có mẫu ADN trùng khớp với tinh trùng của hắn. Nguyên buộc phải thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Nguyên khai nhận, mặc dù đã có vợ và bốn người con, nhưng y vẫn sao xuyến bởi sắc đẹp mặn mà của bà Quế. Nguyên thường xuyên qua lại tiệm tạp hóa của bà Quế và được bà này chấp nhận sau một thời gian già nhân ngãi, non vợ chồng, Nguyên phát hiện bà Quế cũng còn nhiều người khác nên tỏ ra ghen tức. Lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2007, Nguyên từ nhà ở ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, chạy xe Honda 67 qua đò bến thủ sang thăm Quế. Lúc này nhà Quế chỉ có ba mẹ con. Nguyên đi thẳng vào nhà nằm xem phim, Quế thì dẫn xe của Nguyên vào dựng ở nhà dưới rồi đi nấu mì tôm để cả hai cùng ăn. Khoảng 23 giờ, Huyền và Minh vào buồng ngủ, Nguyên và Quế cùng răng mùng trải nệm dưới đất ngủ chung ở khu nhà sau. Sau buổi ái ân mặn nồng, bất ngờ Quế chủ động đòi chia tay vì đã có người yêu khác. bị tạt nước sôi vào mặt, Nguyên nổi cáo lớn tiếng đòi lại 10 triệu đồng đã đưa cho Quế mượn trước đó nên dẫn đến cự cãi bị Quế thẳng tay xua đuổi và còn dùng cây chổi bông cỏ đánh đuổi. Nguyên lồng lộn đi ra phía sau, lấy một con dao nhọn trên kệ bếp, chém nhiều nhát vào đầu, mặt và cổ Quế cho đến khi nạn nhân tắt thở. Nghe thấy tiếng ồn, cháu Huyền chạy ra thấy Nguyên giết bà Quế. Biết bị phát hiện, Nguyên đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu cháu. Chưa hết, gã còn điên cuồng chém luôn cháu Minh đang ở trên giường. Sau khi gây án, Nguyên xuống nhà rửa tay và bỏ luôn con dao vào lưu nước. Tiếp đó, gã bình tĩnh lột chiếc nhẫn trên tay của bà Quế và lấy túi đựng tiền bán hàng rồi dắt xe máy ra ngoài tẩu thoát. Trong lúc dừng đi vệ sinh, Nguyên lấy hết tiền trong túi sách gồm 703.500 đồng rồi ném chiếc giỏ và tiếp tục chạy xe về nhà với vợ lớn ở ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Rồng Trôm. Đến 23 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2007, gã đã bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập để thẩm tra và bắt giữ về hành vi giết người cướp tài sản. Xét thấy hành vi của Nguyên là đặc biệt nguy hiểm, bộc lộ rõ bản chất côn đồ hung hãn, chỉ vì ghen tuông nhất thời đã nhẫn tâm giết chết cả nhà người yêu, nhất là hai cháu nhỏ. Ngày 28 tháng 1 năm 2008, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên phạt Phạm Đức Nguyên mức án tử hình dành cho những tội ác mà gã đã gây ra.